Chào các con học sinh lớp 4, cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay chúng ta làm các bài tập trong vở bài tập toán 4, tập 1, bài 61, giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11, trang 71. Đầu tiên chúng ta làm bài tập 1. Tính nhẩm 43 x 11, 86 x 11, 73 x 11. Các con có nhận xét gì về các phép nhân này? Đây là phép nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Vậy thì muốn nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 thì ta làm thế nào? Như ở bài học trên lớp thì chúng ta đã biết rồi. 43 nhân với 11. 43 nhân với 11. Chúng ta nhân nhẩm như sau. Đầu tiên chúng ta lấy 4 cộng 3 bằng 7. Sau đó chúng ta viết 7 vào giữa 4 và 3. Bước thứ nhất là chúng ta bước 1 này. Chúng ta lấy 4 cộng 3 bằng 7. Sau đó bước 2. Chúng ta viết 7 vào giữa 4 và 3. Chúng ta viết 7 vào giữa 4 và 3. Đó, xin lỗi cô giáo, viết 7 vào giữa 4 và 3. Ta được kết quả bằng 473. Và chúng ta điền vào chỗ chấm là 473. Tiếp tục cô giáo phép nhân, có phép nhân thứ hai, 86 nhân 11 bằng bao nhiêu? Ở đây cũng là phép nhân, nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Bước đầu tiên chúng ta cộng 86, chúng ta đầu tiên là bước 1 chúng ta cộng 8 cộng 6 bằng 14. Đấy. Như ở phép nhân thứ trước là 4 cộng 7, 4 cộng 3 bằng 7, 7 có một chữ số thì chúng ta viết vào giữa hàng chục và hàng đơn vị. Ở đây chúng ta 8 cộng 6 bằng 14, 14 này là lớn hơn 10. Thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta sẽ viết, đấy, bước 1 là chúng ta cộng này, xong bước 2 là chúng ta sẽ viết. Chúng ta không viết cả số 14 bởi vì 14 này lớn hơn 10. Trường hợp bé hơn 10 chúng ta mới viết vào giữa số hàng chục và hàng đơn vị. Còn trường hợp lớn hơn 10 thì chúng ta chỉ viết hàng đơn vị vào giữa số hàng chục và hàng đơn vị, tức là số 8 này. 8 và 6 thì chúng ta viết hàng đơn vị vào giữa là 4. Chúng ta được 846. Sau đó chúng ta lại lấy, nhớ một cái một hàng chục này, chúng ta cộng vào cái hàng chục, cái hàng trăm thành 9, thấy không? 946. Chúng ta chỉ viết hàng đơn vị vào giữa số hàng chục và hàng đơn vị. Sau đó chúng ta nhớ một sang hàng trăm, sang hàng chục thành hàng trăm là 946. Chúng ta được kết quả bằng 946. Tiếp tục cô giáo có phép nhân thứ hai, 73 nhân 11. Và đây cũng là phép nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Chúng ta cũng cộng. Bước 1 chúng ta lấy 7 cộng 3 bằng 10. Viết 0, phải không? 7 cộng 3 bằng 10. Thì hàng đơn vị là 0 và hàng chục là 1. Vậy ta viết cái hàng đơn vị đấy, vào giữa 7 và 3, tức là 0, phải không? Giữa 7 và 3. Còn nhớ 1 sang hàng chục, phải không? Sang hàng chục thì chúng ta được thì 7 cộng 1 thành 8, 803. Đấy. Như vậy kết quả bằng 803. Và chúng ta điền vào chỗ chấm là 73 x 11 bằng 803. Như vậy bài tập 1 vừa rồi chúng mình đã củng cố về nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.
Chúng ta chuyển bài tập 2. Khối lớp 3 xếp thành 16 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp 4 xếp thành 14 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh xếp hàng. Giải bằng hai cách. Bài toán cho chúng ta biết là khối lớp 3 xếp thành 16 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp 4 xếp thành 14 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh xếp hàng. Muốn biết cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh xếp hàng thì chúng ta phải tìm số học sinh, tính số học sinh của từng khối một. Đầu tiên tính số học sinh của khối lớp 3 xếp hàng. Mỗi hàng 16 học sinh mà có 16 hàng thì chúng ta sẽ lấy mỗi hàng 11 học sinh mà có 16 hàng. Chúng ta sẽ lấy 11 nhân 16. Khối lớp 4 cũng vậy, chúng ta sẽ lấy 11 nhân với 14. Sau đó chúng ta tính tổng của hai khối thì chúng ta sẽ ra cái số học sinh của cả hai khối xếp hàng. Đó là cách 1. Còn cách 2, chúng ta thấy là cả hai khối đều có, mỗi một hàng đều là có 11 học sinh xếp hàng, đúng không? Thì chúng ta sẽ, đầu tiên chúng ta sẽ tính tổng số hàng của hai khối. Khối 3 12 hàng, khối 4 14 hàng, chúng ta sẽ lấy 16 cộng 14. Sau đó chúng ta thấy lấy số hàng chúng ta nhân với 11 học sinh một hàng thì chúng ta sẽ ra tổng số học sinh của cả hai khối. Trước tiên chúng ta giải cách 1. Khối lớp 3 có số học sinh là, mười một nhân 16 cô giáo đặt tính như ta nhìn nhé. 11 x 16 này nhân số có hai chữ số với 11 thì chúng ta nhân nhẩm, chúng ta lấy 1 cộng 6, 1 cộng 6 bằng 7, chúng ta viết giữa 1 và 6, chúng ta được 176 học sinh. Tiếp theo chúng ta tính số học sinh của khối lớp 4. Khối lớp 4 có số học sinh là, khối lớp 4 mỗi hàng cũng có 11 học sinh và có 14 hàng, chúng ta mới 11 nhân với 4 bằng. Đây cũng là phép nhân, một số có hai chữ số với 11. Chúng ta nhân nhẩm, ta lấy 1 cộng 4 bằng 5, chúng ta viết 5 giữa 1 và 4. 5 giữa 1 và 4, chúng ta được 154 học sinh. Và sau đó chúng ta tính tổng cả hai khối. Cả hai khối lớp có tất cả số học sinh là, chúng ta lấy số học sinh của khối 3 là 176 cộng số học sinh của khối 4 là 154 bằng 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 7 cộng 5 bằng 12, nhớ 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2, nhớ 1 bằng 3, bằng 330 học sinh.
Như vậy cả hai khối có 330 học sinh đáp số 330 học sinh đó là cách 1. Bây giờ chúng ta giải cách 2, nhưng lúc nãy cô giáo đã hướng dẫn. Đầu tiên chúng ta tính cả hai khối xếp thành số hàng là, chúng ta sẽ lấy 16 cộng 14. Và câu trả lời là cả hai khối xếp thành số hàng là 16 cộng 14 bằng 30 hàng. Đấy, sau đó chúng ta tính số học sinh của cả hai khối, ta lấy 11 nhân với 30. Và câu trả lời là cả hai khối có tất cả số học sinh là 11 nhân 30. 11 nhân với 30 thì chúng ta cũng, đây là phép nhân, số có hai chữ số với 11. Thì cô giáo viết 11 trước cũng được, phải 11 nhân với 30 hoặc 30 nhân với 11 trước cũng được, vì đây là tính chất giao hoán của phép nhân. Khi ta đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Ta lấy 3 cộng 0 bằng 3. Như vậy ta viết số 3 ở giữa 3 và 0. Đấy, ta viết số 3 ở giữa 3 và 0. Ta được kết quả bằng 330 học sinh. Đáp số 330 học sinh. Đấy, như vậy hai cách chúng ta đều có đáp số bằng 330 học sinh. Ở bài tập 2 vừa rồi chúng mình cũng vận dụng nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 để chúng ta giải bài toán có liên quan. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 3. Tìm x. Ở bài tập 3 có hai câu, câu A và câu B. Câu A: x chia 11 bằng 35. Ở đây x là số bị chia. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia, thương là 35, số chia là 11. X bằng 35 nhân 11. 35 nhân 11. Đây là phép nhân, nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Thì chúng ta tính tổng của số có hai chữ số đó, ta lấy chữ số 3 là hàng chục, chữ số 5 là hàng đơn vị, ta cộng vào thành 8. 3 cộng 5 bằng 8. Ta viết 8 giữa 3 và 5. 8 này giữa 3 và 5. Kết quả bằng 385. Như vậy x bằng 385. Tiếp tục câu B. X chia 11 bằng 87. Ở đây x cũng là số bị chia. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia, tức là ta lấy 87 nhân với 11. X bằng 87 nhân 11. X bằng 87 nhân 11 thì ta lấy 8 cộng 7 bằng 15. Như vậy 15 ở đây lại lớn hơn 10. Như vậy ta chỉ viết gì? 15 thì ta viết cái hàng đơn vị là 5 giữa 8 và 7. Đấy. Thế còn chúng ta lấy 1 cộng với 8 bằng 9. Đấy. 1 cộng 8 bằng 9. Viết 5 ở giữa, ra số 7 ở đằng sau. Đấy. Như vậy ta được kết quả bằng 957. X bằng 957.
Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 4. Đúng ghi D, sai ghi S. Ở bài tập 4 chúng ta có 3 câu. Như vậy chúng ta điền đúng và sai. Đúng thì chúng ta ghi D hoặc sai chúng ta ghi S vào các chấm tròn này. Câu A. Muốn nhân nhẩm một số có 2 chữ số với 11, ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị rồi viết tổng vào giữa 2 chữ số của số đó. Muốn nhân nhẩm một số có 2 chữ số với 11 này, ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị. Đúng rồi, phải không? Chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị. Rồi viết tổng vào giữa 2 chữ số của số đã cho. Ở đây nếu mà trường hợp tổng mà bé hơn 10 thì là đúng. Nhưng vẫn còn một trường hợp nữa là tổng lớn hơn 10 thì chúng ta không thể lấy tổng đó. Tổng mà bằng số của 2 chữ số thì ta viết kể cả 2 chữ số vào giữa hàng đơn vị và hàng chục thì số đấy lại thành thì lại không đúng, đúng không? Như vậy thì câu A này chưa chính xác, phải không? Chưa thật chính xác, cho nên là chúng ta điền sai. S vào chỗ vào ô trống. Câu B. Muốn nhân nhẩm một số có 2 chữ số với 11, ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị. Nếu tổng tìm được bé hơn 10 thì ta viết tổng vào giữa 2 chữ số của số đã cho. Như vậy trường hợp này là đúng, phải không? Muốn nhân nhẩm một số có 2 chữ số với 11 thì ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị. Nếu tổng tìm được mà bé hơn 10 thì ta viết vào tổng vào giữa 2 chữ số của số đã cho. Như vậy trường hợp này là đúng. Chúng ta điền D vào chấm tròn. Câu C. Muốn nhân nhẩm một số có 2 chữ số với 11, ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị. Nếu tổng tìm được lớn hơn hoặc bằng 10 thì ta viết tổng vào giữa 2 chữ số của số đã cho. Như vậy trường hợp này ta thấy sai, đúng không? Vì tổng mà lớn hơn hoặc bằng 10 hoặc bằng 10 hoặc lớn hơn 10 mà chúng ta lại viết cả cái tổng đó vào giữa 2 chữ số đã cho thì là sai. Chúng ta điền chữ S vào chấm tròn. Như vậy, 4 bài tập vừa rồi chúng mình đã khắc sâu, củng cố về nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.